Đây là bốn anh em trên một chiếc xe tăng ha. Hồi trước thì bốn anh em này có chụp chung một tấm hình ở đầm lầy Ao Tiên nè, các bạn nhìn nè, đầm lầy quan sát không? Đó, sơ sát tiêu điều ha. Ở sau là cái núi nè. Và đây là Ao Tiên bây giờ ha, và đây là biển nè các bạn. Đó, ở trong đây là đã sang lắp mặt bằng cái kiểu ha, phân lô làm đường cái kiểu chán đường nhựa hết rồi. Ngay chỗ này là cái núi nè. Hôm trước á là bốn anh em chắc chụp hình đâu đây nè. Về tổng thể ha, khu này là đã được phê duyệt rồi chuẩn bị ra sổ rồi mặt bằng thì hoàn thiện ha đường xá là phần thô là đã ốp nhựa hết rồi đó bây giờ chỉ đợi dân về ở thôi nhưng mà nếu khu này làm tốt ha sẽ làm thành một tổ hợp khu thương mại dịch vụ ha thu hút người dân về và nếu thu hút được người dân về thì khu này sẽ là động lực phát triển kinh tế vùng ha ăn ở ngủ nghỉ đi lại du lịch tại chính nơi đây tiếp theo chúng ta xét về vấn đề môi trường khi lấn biển ha đây là thằng singapore hơn 20 năm qua thằng này 700 km vuông Đến năm 2030 nè Nó ước mộng của nó nó lên 776 km vuông Và đây là các công trình lấn biển của nó Rồi xa xa hơn tí Thằng này là thằng Dubai Đây là công trình tự mọc lên từ biển ha Chứ không phải lấn biển đâu Đó đi qua bển đừng có khen nha Rồi đây là cái hòn đảo mà nhân tạo của nó nè Nó làm trên biển luôn nè Chắc hòn đảo này nó cũng tự dưới biển nó chui lên đó Đó phản ánh đi Ao Tiên là của dân đồn mà cứ sồn sồn là Hạ Long Cái địa điểm mình còn không biết ở đâu mà cứ nhảy vào phán Đó Dubai, Singapore lắng biển á Nộp đơn lên các liên minh quốc tế đi, tố cáo nó đi Cá nhân tôi thấy Ao Tiên làm đẹp công trình từ đầm lầy ngày xưa Ngày xưa đầm lầy đâu ai quan tâm, bây giờ làm đẹp cái bắt đầu bị dòm